Heo nhà em đẻ được 3 ngày này mà dạo này thấy có dịch trắng như vo gạo và giống mủ chảy ra từ bím và ít sữa dần. Bác sĩ cho em hỏi bệnh này là gì và cách khắc phục như nào? Xin mời bác sĩ Thanh. Vâng ạ, như kiểu các bạn đang mô tả là đấy là triệu chứng của cái bệnh viêm tử cung vừa trên heo nãy. Cách khắc phục cái bệnh viêm tử cung vừa heo nãy này là ở bên công ty, ví dụ như kiểu buổi sáng là các bác tiêm cho em hạt bắp rốt để nhằm mục đích mở cổ tử cung và có cổ tử cung đẩy cái dịch viêm ra khỏi 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 tử cung ra ngoài. Buổi chiều các bác tiêm cho em sử dụng hai loại kháng sinh của công ty Supervet là Cefon A hoặc là đặc trị tử cung, đặc trị viêm tử cung của ốc tần yêu, thành phần là oxytetracycline và flunixin. Công tác dược độc quyền của công ty Supervet tạo nên một sản phẩm đặc trị viêm tử cung vô cùng là hoàn hảo. Bên cạnh đó các bác tiêm thêm cho em cái tô vẹt để kháng viêm, tiêm liên tục cho em 3 ngày. Nếu mà trường hợp mà viêm tử cung nặng thì các bác tụt rửa tử cung cho em bằng vôi sát trùng pha loãng, tụt rửa liên tục cho em 2 ngày. Trong quá trình tụt rửa, sau khi tụt rửa xong thì các bác phá peristaltic làm bột để bơm vào tử cung của con heo nhằm mục đích xử lý viêm tại chỗ là viêm tử cung. Các bác cứ làm liên tục cho em như vậy 3 ngày thì đảm bảo là sẽ hết được bệnh viêm tử cung ạ. Xin cảm ơn ạ.